Thu hoạch của Tần Hạo trong trận đại chiến ở Tam Thiên Châu kinh khủng đến mức nào, Đại La Kiếm Thai cũng chỉ có thể xếp cuối cùng. Trận đại chiến ở Tam Thiên Châu là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Tần Hạo. Trong thời gian đó, không chỉ bằng cách thạch đạo khác thường mà hắn đã thắp lên thần hỏa, luyện ra 3 tiên khí, từ đó vượt qua các bậc tiền bối hiền nhân, áp chế tất cả các thiên kiều quái thai và trở thành nhân vật đứng đầu tiên cổ không thể tranh cãi. Đồng thời trong hành trình thiên cổ này, Tần Hạo cũng đã thu hoạch rất nhiều cơ duyên. Những cơ duyên này thậm chí còn trực tiếp tạo nên Hoàng Thiên Đế Tần Hạo trong tương lai. Vậy thu hoạch của Tần Hạo trong đại chiến ở Tam Thiên Châu kinh khủng đến mức nào? Đến mức Đại La Kiếm Thai chỉ có thể xếp cuối cùng. Thứ tư, Đại La Kiếm Thai. Đại La Kiếm Thai là một thanh đế kiếm tuyệt thế với sức mạnh không may mắn, càng gặp kẻ địch mạnh càng trở nên mạnh mẽ. Thanh kiếm này được tạo ra bởi tiên đế đầu tiên Thi Hài Tiên Đế, mặc dù chỉ được rèn từ phần vật liệu ở rìa cổ tự cổ Trường Tồn Quan, nhưng do tự cổ Trường Tồn Quan là một trong những tồn tại vững chắc nhất trong tam thể đồng quan, nên ngay cả phần vật liệu rìa cũng đủ để cho Đại La Kiếm Thai đạt đến chất lượng của đế kiếm. Một khi thanh tuyệt thế đế kiếm này được tiên đế sở hữu, Đại La Kiếm Thai có thể bùng phát ra kiếm khí linh lực đủ để xé rách muôn đời thiên giới. Chỉ cần một nhát kiếm có thể khiến cho thiên giới sụp đổ, mọi vật tồn tại trong dòng sông thời gian đều sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù Đại La Kiếm Thai có khả năng mở ra và đóng lại trời đất, làm sụp đổ cả càn khôn, nhưng chỉ có cường giả tiên đế mới có thể phát huy hết sức mạnh thật sự của nó. Trong tay của những tu sĩ bình thường, nó chỉ là một món tiên đạo binh khí có thể tự động bảo vệ chủ nhân. Hơn nữa, Đại La Kiếm Thai còn là một thanh kiếm chứa đựng sự kỳ dị và bất tường. Những chủ nhân trước đây của nó đều không được chết yên lành. Trong vô số năm tháng không có một người nào có thể sống sót, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Đế Tần Hạo, một nhân vật mạnh mẽ vô cùng về sau, cũng từng bị Đại La Kiếm Thai đâm trúng. Để giết chết Hoàng Thiên Đế Tần Hạo, Thi Hài Tiên Đế đã âm thầm điều khiển Đại La Kiếm Thai bùng phát kiếm khí tiên đế tối thượng không thể so sánh, tấn công Tần Hạo. Dưới sự cắt xé của những kiếm khí này, ngay cả Tần Hạo cũng bị chém thành vô số máu mưa, và những khi giọt máu mưa này cuối cùng cũng rơi xuống dòng sông thời gian. Trải qua vô số thời không và sự tẩy luyện của dòng sông thời gian, chúng mới giúp cho Tần Hạo thực sự trở thành một cường giả tiên đế. Sau khi Tần Hạo đánh bại Thi Hài Tiên Đế, hắn không còn dám sử dụng Đại La Kiếm Thai nữa. Tần Hạo đã dung hợp Đại La Kiếm Thai với vũ khí của mình là Hoàng Kiếm, từ đó nâng cao chất lượng của Hoàng Kiếm. Mặc dù Đại La Kiếm Thai được coi là một cơ duyên tạo hóa vô cùng lớn, nhưng sự kỳ dị và bất tường tồn tại trên nó không phải là người bình thường nào cũng có thể khống chế, ngay cả Hoàng Thiên Đế Tần Hạo cũng tránh nó. Do đó trong số những cơ duyên tiên đạo, nó chỉ có thể xếp cuối cùng. Thứ ba, Tiên Vương Kinh Văn. Tiên Vương Kinh Văn là cơ duyên tối thượng trong trận đại chiến ở Tam Thiên Châu, chỉ có người đứng đầu thực sự của tiên cổ mới có thể đạt được. Tuy nhiên, cuốn Tiên Vương Kinh Văn này đã bị phong ấn trong hiểm ngọc thạch, chỉ khi Tần Hạo đạt đến chân tiên thì mới có thể mở nó ra. Trong tương lai, cuốn Tiên Vương Kinh Văn này không chỉ giúp cho Tần Hạo thu thập được tinh hoa của trăm nhà, sáng tạo ra phương pháp tu luyện thành công, từ đó giúp cho hắn có thể đột phá lên cảnh giới tiên vương, mà Tần Hạo còn sử dụng Tiên Vương Kinh Văn để thuyết phục 3 quỷ thiên vương trong Cửu Thiên Thập Địa. Tần Hạo mời 3 vị quỷ tiên chứng dự thiên đình cùng với mình bảo vệ Cửu Thiên Thập Địa. Thứ hai, Chí Tôn Huyết phục hồi. Sau khi Tần Hạo trấn áp Đế Dung, hắn không chỉ ngạc nhiên phát hiện Chí Tôn Huyết trong cơ thể của mình phục hồi, mà nhờ đó còn có sự sản sinh ra loại Chí Tôn thuật thứ ba. Điều này càng khiến cho Tần Hạo quyết tâm sáng tạo ra phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Khi Tần Hạo đạt đến cảnh giới Chí Tôn, hắn bắt đầu sự sáng tạo phương pháp tu luyện bí cảnh trong cơ thể. Phương pháp này giúp cho tu sĩ tu luyện mà không cần dựa vào ngoại vật, chỉ cần tự hỏi chính mình, ngay cả khi quy tắc của trời đất thay đổi, dù ở trong thời đại mạt pháp, tu sĩ vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Cần biết rằng, phương pháp tu luyện bí cảnh trong cơ thể do Tần Hạo sáng tạo này đã trở thành phương pháp tu luyện duy nhất trong vũ trụ Già Thiên. Truyền thừa nghịch thiên này đã sinh ra những cường giả kinh tài tuyệt diễm như là Diệt Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Tủy Đại Đế vũ trụ Già Thiên. Hơn nữa, sau khi Tần Hạo sáng tạo ra 5 bí cảnh trong cơ thể, Luân Hồi, Đạo Cung, Tử Cực, Hỏa Long, Tiên Đài, hắn phát hiện con đường đại đạo của mình trở nên rộng lớn hơn. Vì vậy, hắn tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo ra phương pháp tu luyện của riêng mình. Phương pháp tu luyện bí cảnh trong cơ thể không chỉ giúp cho Tần Hạo đạt đến cảnh giới Tiên Vương, mà sau đó Tần Hạo còn khiến cho 5 bí cảnh thăng hoa. Từ đó trên thiên đài mở ra bí cảnh thứ 6 ngẩng đầu 3 thước có thần binh. Bí cảnh này không chỉ giúp cho Tần Hạo bước lên con đường tận cùng của tiên vương, đạt đến đỉnh cao của tiên vương, mà Tần Hạo còn kết hợp 5 bí cảnh để thúc đẩy bí cảnh thứ 6 dung nhập vào hàng nghìn đạo tác, từ đó tạo ra một hồ pháp tác diễn giải bí mật căn bản nhất của lôi trì. Không lâu sau, khi hồ pháp tác được tạo thành, Tần Hạo đã ép thần binh bên ngoài bí cảnh thứ 6 dung nhập vào cơ thể mình. Dù điều này đã để lại thương tích ngầm trong người của Tần Hạo, nhưng nó cũng giúp cho hắn đặt chân vào cảnh giới chuẩn thiên đế, trở thành Hoàng Thiên Đế được hậu thế ca ngợi. Mà tất cả điều này đều nhờ vào cơ duyên phục hồi Chí Tôn Huyết của Tần Hạo. Nếu không có cơ duyên tạo hóa này, Tần Hạo cũng không thể chứng kiến toàn bộ quá trình sinh ra loại Chí Tôn thuật thứ ba, từ đó không thể sáng tạo ra phương pháp tu luyện bí cảnh trong cơ thể sau này. Thứ nhất, Tiền Đế Huyết. Thu hoạch lớn nhất của Tần Hạo trong trận đại chiến ở Tam Thiên Châu không khác chính là Tiền Đế Huyết. Giọt đế huyết này không phải là máu của người khác, mà là máu của Tần Hạo trong tương lai. Trong tương lai, khi Tần Hạo vừa bước chân vào lĩnh vực tiên đế, đã bị Thi Hài Tiên Đế chém thành hàng tỷ giọt máu. Những giọt máu này rơi xuống vạn cổ năm tháng, và trong số đó có một giọt đã thu hút được Diệp Phàm đến từ hậu thế. Diệp Phàm ban đầu muốn quay về quá khứ, tìm Hoàng Thiên Đế Tần Hạo để giải quyết hắc ám động loạn của hậu thế. Nhưng giọt đế huyết này lại đưa Diệp Phàm đến di tích tiên cổ. Khi nhận thấy Tần Hạo chưa trỗi dậy, Diệp Phàm đành để lại đế huyết tại di tích tiên cổ, và nhờ có Liễu Thần truyền lại tên của mình cho Tần Hạo. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi di tích tiên cổ, Tần Hạo đúng như dự tính của Diệp Phàm đã tìm thấy một giọt đế huyết này tại nơi ma nữ bế quan. Trong tương lai, khi dị vực bất hủ chi vương An Lan dẫn đại quân tấn công để thành Biên Hoang, chính Diệp Phàm đã kịp thời xuất hiện để đánh thức đế huyết trong cơ thể của Tần Hạo. Sức mạnh ẩn chứa trong đế huyết đã giúp cho Tần Hạo tạm thời sở hữu sức mạnh của Thiên Vương, và dưới sự gia tăng chiến lược mạnh mẽ này, Tần Hạo đánh bại An Lan, bảo vệ Cửu Thiên Tập Địa, đồng thời giành được thời gian quý báu để phát triển cho bản thân và người thân. Hơn nữa, khi năng lượng của dòng thiên đế huyết này càng kiệt, nó không chỉ sử dụng năng lượng còn sót lại để giúp cho Tần Hạo đạt đến cảnh giới độ nhất, mà còn để lại cho Tần Hạo một bí pháp vô địch do tương lai của hắn sáng tạo, Tha Hóa Tự Tại Pháp. Bí pháp này cũng đã nhanh quá trình Tần Hạo trở thành Hoàng Thiên Đế.